63 thiên, ngày 63. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Chỉ là bạn bè nói chuyện phiếm chút mà thôi. Chỉ là bạn bè nói chuyện phiếm chút mà thôi. Chỉ là bạn bè nói Liao Tiên Er Yi Chỉ là bạn bè liao liao tiên er yi Chỉ là bạn bè liao liao tiên er yi Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình là Phan Thùy Dương, bạn của chị Triệu. Tôi là Phan Thùy Dương, Zhao Jie Jie 的朋友. Mình thấy nói tốt lắm mà. Tôi thấy nói tốt lắm mà. Cũng là người Hà Nội. Yế shì hè nèi rén. Người bản địa Quế Lâm. Quế Lâm bản địa nhân. Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, nguyên lai là thế nhỉ. Nhận được rồi, với nghĩa nhận được điện thoại rồi. 接到了。Mình cảm thấy nên dùng. 我觉得应该用。Nhận được lời mời kết bạn chưa? 收到好友申请了没有? Khát rồi phải không? 渴了吧? Muốn uống chút gì không? 要喝点什么吗? Không được, sao có thể để bạn? 不行，怎么能让你？ Còn phải làm cô giáo của mình. 还要当我的老师。Đừng khách sáo. Bia khờ chỉ.